Ankato xây nhà cùng bạn. Rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ hình ảnh thực tế về các mẫu nhà. Ngày hôm nay, Ankato sẽ dẫn các bạn đến tham quan một công trình tại thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng quan sát lên màn hình. Phía trước các bạn là mặt tiền của ngôi nhà. Nhà được thiết kế theo hệ hai mái, mái mẹ, mái con, phong cách hiện đại. Các phần trên mái được chạy các đường chỉ vuông vức, khỏe khoắn. Mời các bạn cùng nhìn từ trên xuống. Hệ cột nhà thì tất cả đều được làm cột vuông, chạy đường chỉ lõm ở giữa. Các họa tiết xung quanh cột được đắp tỉ mỉ cẩn thận. Nhà được theo phong cách hiện đại nên các cột được đắp vuông vức, không có nhiều hoa văn họa tiết rối rắm. Tiến vào trong ngôi nhà thì chúng ta sẽ phải bước qua bậc thềm 5 bậc được ốp đá galit. Trên thị trường hiện nay đơn giá của đá galit là 600.000 đồng một mét. Phía trước các bạn là phần cửa đại của ngôi nhà. Cửa được làm cửa hai cánh, hai lớp bên trong bên ngoài. Bên ngoài là cửa gỗ lim. Mời các bạn cùng theo dõi kỹ cái phần cột của ngôi nhà. Cột vuông, chạy chỉ lõm, kích thước 450x450, cao 3,1m, được làm đối xứng hai bên. Trên đắp các đường phào chỉ vuông. Mái vòm ở hiên thì làm mái cong, tạo sự mềm mại cho ngôi nhà. Phía bên trên là các con trụ bê tông làm lan can hành lang. Phần mái hiên từ phòng khách đưa đến chân cột là 1,8m, có trang trí thêm đèn tròn chiếu sáng. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng hệ cửa của ngôi nhà. Mẫu này thì tất cả các cửa đều được làm từ gỗ lim Nam Phi hết, ngoại trừ các phần cửa sổ của phòng ngủ ra. Hai cánh cửa chính của bên trong ngôi nhà thì được làm bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp máy kính để tạo sự giao thoa ánh sáng giữa phần bên trong và bên ngoài. Khi mà mình đóng cửa lại để tránh ồn ào thì vẫn có thể lấy được ánh sáng tối đa vào trong nhà. Cảm nhận khi bước chân vào trong công trình toát lên sự sang trọng nhờ các đồ nội thất được trang trí trong nhà. Mùi hương gỗ tạo sự thoải mái dễ chịu cho gia chủ khi bước vào bên trong nhà. Phần nền nhà thì được lát đá hoa khổ to 60x60. Bên phía trên kệ tivi là hai chiếc lục bình được làm bằng gỗ giả đá nhằm thu hút tài lộc vào cho gia đình. Trần nhà thì được các kiến trúc sư của Ankato thiết kế giật cấp, chạy âm trần các đèn ánh sáng vàng để tạo sự ấm áp khi mà mình bật đèn này lên. Hai cửa sổ thì cũng được làm bằng gỗ kết hợp máy kính nhằm mục đích lấy ánh sáng cho phòng khách. Toàn bộ phần bên trong không gian nhà thì được sơn đồng bộ tường màu vàng, trần nhà màu trắng. Phần phía bên tay phải phòng khách sẽ là phòng thờ. Phòng thờ rộng lớn, có diện tích là 14m2, được trang trí cẩn thận tạo sự tôn nghiêm cho căn phòng. Lối vào trong khu vực phòng thờ thì được lắp bạo cửa bằng gỗ, chia những cái ô vuông nhỏ, vừa để trang trí vừa tạo nên sự huyền bí cho không gian phòng thờ. Nó sẽ không có cảm giác trống khi mà mình bước chân ngay vào nhà. Những chiếc bình gốm tinh xảo được mua về từ làng gốm Bát Tràng đặt trong các ô vuông của bạo cửa tạo nên một không gian hiện đại nhưng vẫn chấm phá một nét gì đó truyền thống mà không bị mất đi cái sự tôn nghiêm của căn phòng. Đây là lối hành lang đi vào trong phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai của tầng 1. Thì mình xin giới thiệu các bạn công năng của tầng 1 là gồm có 2 phòng ngủ, một nhà tắm và nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ số 1, bên phía tay phải cái lối hành lang đi vào. Cửa tất cả đều được làm bằng gỗ. Phòng ngủ này rộng 16m2. Phía bên tay trái hành lang đi vào sẽ là phòng ngủ số 2. Hành lang thì rộng 1m5, có cái cửa nách đi xuống khu vực sân vườn. Phòng ngủ số 2 cũng có diện tích tương tự như phòng ngủ số 1, 16m2, rộng rãi, có ô cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài vườn rất đẹp. Từ đây tiến xuống cuối hành lang bên tay trái sẽ là nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín bên trong. Vì gia chủ muốn ưu tiên diện tích tối đa cho phòng khách nên phòng tắm và phòng vệ sinh chúng tôi đã thiết kế nhỏ lại một chút nhưng vẫn đủ sử dụng thoải mái cho mọi người. Cửa ngách ra bên ngoài vườn thì được làm từ gỗ máy kính để tận dụng cái ánh sáng tối đa vào cái phần hành lang bên trong nhà. Chúng ta sẽ không phải sử dụng đèn điện vào ban ngày khi đi vào khu vực hành lang này. Bây giờ mời các bạn lui lại một chút, tôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá những phần không gian tiếp theo của ngôi nhà. Nếu quan sát kỹ video thì các bạn có thể thấy phần trần nhà và phần tường nhà được sơn rất tỉ mỉ cẩn thận. Mình có một lời khuyên cho các bạn là trước khi sơn mình nên bả một lớp. Trước khi sơn thì nó sẽ mịn màng hơn. Phần phía bên tay phải từ cửa đi vào sẽ là khu vực cầu thang. Gầm cầu thang cũng được tận dụng để chứa đồ. Tay vịn cầu thang thì tất cả đều được làm bằng gỗ, có chiều cao là 80cm.
Để đảm bảo an toàn thì các bạn nên làm từ 80 cm trở lên nhé. Tại vị trí này thì các bạn có thể ngắm toàn cảnh khu vực cầu thang. Ở đây thì Ankator sẽ chia sẻ đến các bạn những thông tin hữu ích về cầu thang. Thứ nhất là cầu thang được thiết kế 31 bậc từ phần dưới tầng 1 lên đến khu vực tầng áp mái. Mỗi bậc cao 16 cm. Theo phong thủy thì con số 16 có ý nghĩa mang lại tài vượng cho gia chủ, đồng thời cũng đạt tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn xây dựng từ 15 đến 17 cm. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục quan sát khu vực cầu thang của công trình này. Thì bậc cầu thang được ốp đá galit dày 2,5 cm, loại đá lấp lánh, khi mà mình bật đèn lên sẽ tạo sự sang trọng cho căn phòng. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ sử dụng loại đá màu gì cho cái bậc cầu thang này? Sau khi trải qua 21 bậc cầu thang thì chúng ta sẽ tiến đến khu vực tầng 2. Mình sẽ xin giới thiệu sơ bộ qua cái khu vực công năng của tầng 2 này là gồm có 4 phòng ngủ, một nhà tắm, nhà vệ sinh ở phía bên ngoài cuối hành lang. Phía bên tay trái sẽ là hai phòng ngủ số 1, số 2, phòng ngủ của hai em bé. Tương tự như tầng 1 thì 4 cánh cửa phòng ngủ trên tầng 2 cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn 87 x 214 cm. Cửa được làm từ gỗ lim Nam Phi, đơn giá trên thị trường hiện nay là 1.600.000 đồng một mét. Tại đây là khu vực sảnh hiên, phần sảnh hiên đã được thu nhỏ gọn lại là diện tích tối đa cho phòng ngủ. Tiếp theo mời các bạn cùng tiến đến phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này có kích thước thực tế đưa vào sử dụng là 16 m². Theo yêu cầu của chủ nhà thì phòng này sẽ lắp điều hòa nên chỉ được thiết kế với hai ô cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng tự nhiên. Các bạn lưu ý nhé, cái phần lắp điều hòa này thì chúng ta sẽ không nên lắp trực tiếp vào cái hướng đối diện khi mà mình nằm ngủ để đảm bảo sức khỏe. Nếu muốn biết rõ hơn về cách đặt các vị trí đồ đạc trong nhà thì các bạn cứ comment đặt câu hỏi phía dưới nhé, mình sẽ dành thời gian trả lời. Hoặc trước khi thi công xây dựng nhà cửa thì các bạn nên tham khảo ở các đơn vị thiết kế uy tín để làm sao hài hòa giữa phần sức khỏe và cái vẻ đẹp của công trình. Tiếp theo mời các bạn cùng Ankator khám phá không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ được thiết kế với hai cửa sổ nhỏ lấy ánh sáng từ phía mặt tiền đằng sau nhà và phần mặt tiền phía bên phải của căn nhà. Qua bên này sẽ là khu vực cầu thang đi tiến lên phần mái chóp của ngôi nhà. Vì nhà có rất nhiều đồ đạc dư thừa mà tránh lãng phí cái không gian diện tích ở bên phần chóp mái thì đơn vị Ankator đã thiết kế thêm cho chú một cái phần cầu thang đi lên phía trên mái để đồ. Đây là phần lấy ánh sáng cầu thang tầng lên áp mái. Ổ điện kỹ thuật thì được đặt lên trên tầng 3 để đảm bảo thẩm mỹ cho ngôi nhà. Các bạn cứ yên tâm là nếu thuê một đơn vị thiết kế thì cái phần bảng vẽ điện nước sẽ đầy đủ và chi tiết. Nó sẽ không phải mất cái thời gian mình suy nghĩ là cái điện nước phải lắp ở vị trí nào. Đây là trên phần chóp mái của ngôi nhà, có diện tích rất rộng lớn. Nhà được lợp mái ngói đỏ kèo thống kẽm. Thì hiện nay trên thị trường có hai cái phương án thi công cái phần lợp ngói này. Một là các bạn dùng kèo ống kẽm như thế này, hay là các bạn có thể dùng cái kèo thép định hình có sẵn trên thị trường loại màu xanh. So với việc dùng cái kèo thép định hình sẵn ấy thì mình dùng cái kèo thép này sẽ rẻ hơn, nhưng mà ưu điểm của nó cái thép định hình có sẵn là dễ thi công. Trong quá trình tư vấn thiết kế thi công thì cũng rất nhiều gia đình có hỏi Ankator là cách tính lợp mái ngói là như thế nào, ở đơn giá là bao nhiêu tiền. Thì mình cũng xin trả lời các bạn là phần mái ngói này thì chúng ta sẽ tính theo đơn vị mét vuông. Với cái kèo ống kẽm như hiện tại thì là 380.000 một mét vuông. Mời các bạn cùng Ankator lui dần xuống phía dưới để ngắm lại toàn bộ cảnh quan không gian ngôi nhà thêm một lần nữa. Trong quá trình xem video, nếu các bạn có những ý tưởng nào hay về thiết kế nhà cửa thì hãy cứ comment chia sẻ với Ankator nhé. Nói thêm một chút về cầu thang thì cái cầu thang này các bạn đừng nên làm theo ý thích của bản thân nhé. Nó phải đảm bảo tiêu chuẩn trong xây dựng là từ 15 đến 17 cm. Chiều cao cầu thang có liên quan mật thiết đến sức khỏe. Ví dụ như là mình để cao quá hoặc thấp quá, trong quá trình sử dụng lâu dài mình đi lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến xương khớp. Có thể bây giờ các bạn chưa nhận thấy ngay nhưng mà sau này các bạn sẽ thấy rõ. Tiếp theo xin mời các bạn cùng lui dần từ phía tầng 2 xuống khu vực tầng 1. Trong quá trình di chuyển thì tôi sẽ cùng lưu ý cho các bạn một số cái mẹo hay để làm nên một ngôi nhà đẹp. Cái phần tường này thì các bạn nên bả thật kỹ trước khi sơn này thì nó sẽ có độ mịn sáng bóng. Một ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà có thể hài hòa giữa yếu tố của con người bên trong và phần tự nhiên bên ngoài. Trong xây dựng nhà cửa, cái phần ánh sáng và phần gió là cái điều quan trọng bậc nhất đối với một ngôi nhà. Chính vì thế cho nên Ankator đã thiết kế ở đây một ô cửa sổ bằng nhôm kính rộng để lấy
tối đa cái ánh sáng tự nhiên vào bên trong khu vực cầu thang. Mời các bạn cùng tiến dần xuống bên phía tầng 1. Từ góc nhìn này thì chúng ta có thể thấy rõ phòng khách và cái phần không gian trần nhà phía bên trên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lui dần ra phía bên ngoài ngôi nhà. Trong quá trình xem video, nếu các bạn là thấy có những cái thiết kế nào hay có thể đưa vào ngôi nhà mơ ước của mình thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, lưu lại và chia sẻ đến mọi người nhé. Ankato cũng sẽ cố gắng gửi đến các bạn hình ảnh thực tế thật nhiều các ngôi nhà khác. Nếu cần tư vấn thiết kế thi công trọn gói thì các bạn có thể liên hệ với lại Ankato theo số điện thoại 0379 755 635. Tiếp tục với những cái phần chia sẻ về nhà tiếp theo. Ở góc nhìn này thì chúng ta có thể nhìn lại rõ nét hơn toàn bộ cái phần cửa đại thêm một lần nữa. Cửa được làm bạo cao, đục đẽo cẩn thận, tỉ mỉ. Phần mái hiên thì được làm cong bán nguyệt ba mặt. Bên trên tầng 2 cũng tương tự như tầng 1. Những ai đang xem video mà có ý định xây nhà nhưng chưa biết thiết kế như thế nào thì có thể liên hệ với lại Ankato theo số điện thoại ghi trên màn hình để được nhận những cái tư vấn trực tiếp miễn phí về các tỷ lệ, thông số kích thước của ngôi nhà, để đảm bảo làm sao sau khi xây xong nhìn bằng mắt thường, nhà cũng không thấp quá, cũng không cao quá. Trong thực tế, tôi và các bạn chắc chắn cũng đã gặp nhiều ngôi nhà có mái quá cao hoặc là quá thấp. Sau khi xây dựng xong có thể không nhìn thấy mái, hoặc là mái lên cao nhọn chót vót, làm mất đi thẩm mỹ của một ngôi nhà đẹp. Bây giờ tôi sẽ di chuyển sang phía mặt tiền tổng thể của ngôi nhà. Ở góc độ này thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi nhà từ mặt tiền chính diện lẫn mặt tiền bên phải. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy nhớ subscribe kênh Ankato để nhận thêm nhiều mẫu nhà khác nhé. Còn muốn sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế thì hãy liên hệ ngay với Ankato theo số điện thoại ghi trên màn hình 0379 755 635. Ankato rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối đoạn video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ankato xây nhà cùng bạn.